Rồi sau mùa xe xe cấp chúng ta lại gặp nhau đúng không ạ? Đúng. Hôm nay định là không từ luôn, không gặp nhau nữa mà nãy ông vậy vô nội nó cho ông vậy đốn cây nhang với điếu thuốc con đúng không? Đó. Sao hôm nay con cảm giác là hôm nay có cái điều gì nó muốn gì ông vậy, muốn gì nói gì trời. Ông vậy chỉ mong muốn các cháu quân một con số và cho cháu một cái trầu tốt vậy. Một là một. Ok, và việc đâu okay. Chiều nay đài con tâm chiều nay con gì để mà giao tiền? Con tâm con gì? Đài con tâm mày đài gì không biết mà quà cho quýnh con số 71. 71. Đi bảo quá. Anh đây là anh bây giờ nói mà nếu mà trần nó thôi đi luôn, đi mà đôi xe luôn nha. Không bao giờ nói mà không bao giờ. Anh đây con thấy ông ngoại ok tự nhiên lên xin đốt nhang rồi đó, con thấy là thần thái là làm lô đây. Rồi bây giờ chốt đơn luôn nha, chứ chuẩn bị mình làm việc nó khác nhiều rồi. Ok không? Lấy tiền đó làm gì? Lấy tiền để gì? Trang trải cuộc sống.